Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Đắk Lắk, mưa lớn, một huyện hơn 50 ngôi nhà bị ngập, hàng nghìn hecta cây trồng bị hư hại. Những cơn mưa lớn liên tục đổ về huyện Ea Súp, Đắk Lắk trong 4 ngày qua đã gây ra ngập lụt nhiều nơi trên toàn huyện Ea Súp, nhấn chìm hàng ngàn hecta hoa màu và nhiều nhà cửa. Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk tính đến sáng nay, mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập cục bộ một số vùng trên địa bàn các xã Ea Bung, Ea Lốp, Ea Rốc thuộc huyện Ea Súp. Thống kê cho thấy có 50 nhà tại xã Ea Rốc bị ngập sâu từ 20 đến 40 cm. Trước khi những căn nhà này bị ngập, người dân đã chủ động di rời thiết bị và vật dụng có giá trị ra khỏi nhà nên không thiệt hại về người. Đang chú ý có khoảng 1.000 hecta cây trồng lúa, ngô, rau màu tại các xã Ea Tờ Mốt và Ea Rốc bị ngập sâu trong nước. Các tuyến đường giao thông liên xã cũng ngập cục bộ, chia cắt giao thông nhiều nơi khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các cơ quan liên quan chủ động tổ chức công tác ứng phó, trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết để cảnh báo cho người dân, hỗ trợ người dân có nhà bị ngập và di rời tài sản đến nơi an toàn. Trong quá trình cứu hộ, cứu nạn, huyện Ea Súp đã huy động cơ quan quân sự huyện, đồn biên phòng 735, đoàn kinh tế quốc phòng 737, quân khu 5 và Ủy ban nhân dân xã Ea Lốp cứu hộ 29 người ở vùng ngập tại làng Thanh niên Lập nghiệp về nơi an toàn. Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ea Súp cho biết, mưa trong mấy ngày qua đã gây ra ngập lụt nhiều nơi. Đáng chú ý là các tuyến đường giao thông như tỉnh lộ, liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ, khiến bà con đi lại rất khó khăn. Theo vị đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ea Súp, thì thống kê diện tích cây trồng là hơn 1.000 hecta và 50 căn nhà bị ngập, nhưng thiệt hại thì chưa thể tính được và hiện địa phương cũng đang cho thống kê lại cụ thể thiệt hại để có hướng xử lý tiếp theo. Theo thông tin phóng viên cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện Ea Súp trời đã ngớt mưa so với hôm qua, một số tuyến đường nước đã rút và người dân đã có thể lưu thông. Nhiều người bị nước cuốn trôi do mưa lớn kéo dài. Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước mất tích khi người dân di chuyển qua đập tràn ngập sâu tại các tỉnh phía Bắc. Sáng qua, thông tin từ ông Quách Đình Vận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm thanh niên 17 tuổi mất tích. Vào chiều hôm kia, nạn nhân Bùi Đức Tê, sinh năm 2005, trú tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, cùng hai người bạn rủ nhau ra sông Bôi quăng lưới đánh cá. Khi cùng vượt qua sông, hai bạn đã thành công sang được bờ bên kia, còn Tê bất ngờ bị lũ cuốn trôi. Do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, ông Vận nói thêm. Cũng tại Hòa Bình, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu NMH sinh năm 2012 trú tại xóm Nhà, xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình tử vong do trượt chân ngã xuống đoạn nước ruộng ngập sâu vào chiều tối qua. Cũng ở địa phương này, sáng qua hai vợ chồng là anh Đinh Ngọc Hát sinh năm 1984 và vợ là Đinh Thị Ngờ sinh năm 1987 trú tại thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, trong lúc đi qua đoạn nước ngập cao đến khu Ba Hang để hái na về bán thì đã bị nước chảy xiết cuốn trôi vào khe sâu. Hiện lực lượng chức năng mới phát hiện thi thể người vợ trên bãi cỏ ở cách đó chừng 70 m, còn người chồng vẫn chưa tìm thấy. Ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2, từ đêm hôm kia đến sáng nay trên địa bàn xảy ra mưa vừa mưa to kéo dài khiến mực nước các sông dâng cao. Riêng huyện Thanh Sơn, mực nước trên sông Bứa lúc 18 giờ ngày hôm qua đã lên tới 23,34 m, trên báo động 1 là 0,34 m, do mực nước dâng nhanh khiến nhiều đập tràn trên đường giao thông đi các xã bị ngập sâu, giao thông nhiều nơi tê liệt. Mặc dù đã có biển báo nguy hiểm cấm người dân qua lại khu vực đập tràn, nhưng hai người đi xe máy vẫn cố tình vượt qua, hậu quả người ngồi sau bị nước cuốn trôi. Tại tỉnh Lào Cai, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy cháu trai sinh năm 2007, trú phường Pom Hán, thành phố Lào Cai tử vong do bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua suối vào sáng qua. Theo các nhân chứng, khi đi xe máy qua đập tràn, nước chảy xiết, nạn nhân cố giữ phương tiện không bị rơi xuống suối dẫn đến bị cuốn theo chiếc xe máy. Dự báo chiều và tối qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kéo theo mưa dông và có khả năng xảy ra gió giật mạnh, sét đánh và nguy cơ lũ quét sạt lở đất đá cục bộ trên địa bàn.
Tại Nam Định, đoàn cứu hộ vừa được tăng cường lực lượng để tìm kiếm 4 người mất tích trên sông Đào thuộc địa phận xã Nam Phong, thành phố Nam Định. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày hôm kia, sau khi ăn dỗ ở nhà xong, 4 người trong gia đình gồm 2 mẹ con và 2 người cháu rủ nhau đi tắm sông Đào, không may đuối nước và đều bị mất tích. Sau một đêm tìm kiếm, sáng qua, một tổ thợ lặn cùng 5 thuyền được tăng cường. Tuy nhiên do mưa lớn, nước sông lên cao nên công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Tại Bắc Giang, sau hơn 10 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Châu Văn Hát, sinh năm 2000, ở thôn Bóm, xã Tân Quang, Lục Ngạn. Nạn nhân bị nước cuốn trôi khi điều khiển xe mô tô đi qua ngầm tràn có lũ. Được biết, anh Hát là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên và đang trong kỳ nghỉ hè. 54 người chết, gần 40 người mất tích do mưa lũ. Mưa lũ khiến người dân khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề về người và tài sản. Theo báo cáo sáng qua của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, mưa lũ đã làm 54 người thiệt mạng, Sơn La 6 người, Yên Bái 6, Hòa Bình 17, Thanh Hóa 14, Nghệ An 9, Hà Nội 2. Hiện 39 người vẫn mất tích, Sơn La 2 người, Yên Bái 16, Hòa Bình 15, Thanh Hóa 5, Quảng Trị 1. Về sự cố sạt lở đất vùi lấp 4 hộ dân với 19 người tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, chính quyền tỉnh huy động trên 300 người cùng phương tiện thiết bị để tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều qua, 9 thi thể nạn nhân bị vùi lấp được tìm thấy, đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 10 người còn lại. Bên cạnh đó, theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, mưa lũ làm 189 ngôi nhà bị sập, 30.827 nhà bị ngập và khoảng 1.948 nhà phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, hơn 5.700 gia súc chết và bị lũ cuốn trôi. Lũ lớn trong lịch sử khiến một số sông vượt đỉnh xảy ra sự cố trên 60 tuyến đê ở Thanh Hóa, Hà Nội, Nam Định và Hà Nam. Tại Hà Nội, 11 đoạn đê với tổng chiều dài khoảng 13.950m tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Đê Bùi, hai huyện Chương Mỹ dài 15m bị tràn. Địa phương đã di dời 70 hộ dân vùng ngập đến nơi an toàn. Từ 19 giờ ngày thứ tư đến 19 giờ ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, tập trung chủ yếu vào 2 ngày vừa qua. Trong khi đó, sáng qua, bão Mulan đã vượt qua phía bắc đảo Hải Nam và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2. Mưa lớn từ bão khiến các vùng này tiếp tục đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm. Mưa lũ khiến hai vợ chồng ở Hòa Bình, người tử vong, người mất tích khi đi qua suối Ba Hang. Trong lúc đi qua suối Ba Hang, do nước lớn chảy xiết nên chị N đã bị lũ cuốn trôi, dẫn đến tử vong, còn chồng chị vẫn đang mất tích. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 2, thời tiết khu vực tỉnh Hòa Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Tính đến chiều tối qua, mưa lũ đã gây thiệt hại cho nhiều địa phương trong tỉnh Hòa Bình. Cụ thể, đã có một người chết, một người mất tích tại huyện Lạc Thủy. Người chết do đuối nước là chị Đinh Thị N, sinh năm 1987, trú tại thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy. Người mất tích là anh Đinh Ngọc Hát, sinh năm 1984, là chồng chị Đinh Thị N. Bước đầu xác định vợ chồng chị N đi qua suối Ba Hang thuộc địa bàn thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm. Suối nước chảy từ xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam sang thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm. Do nước lớn chảy xiết nên chị N bị lũ cuốn trôi và được vớt lúc 11 giờ cùng ngày, còn anh Hát hiện đang mất tích. Mưa lũ cũng gây thiệt hại cho 12 hộ dân tại các huyện Tân Lạc, Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu. Gần 280 ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng thiệt hại, 230 con gà bị nước cuốn trôi thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Bên cạnh đó, mưa cũng gây sạt lở, nước dâng cao tại các ngầm tràn ở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tại tỉnh Sơn La, mưa lớn đã làm sạt trượt đất đá từ ta luy dương xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 101 và 114 ở khu vực xã Tô Múa, huyện Vân Hồ và xã Tưởng Tiến, huyện Phú Yên. Các đơn vị thi công đã huy động nhân lực, vật lực đến hiện trường, nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông cho người và phương tiện qua lại. Tại tỉnh Yên Bái, theo dự báo từ chiều tối nay đến mai, các sông suối trong tỉnh khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ. Hiện trên suối Ngòi Thia, mực nước đang dao động theo điều tiết của thủy điện phía thượng lưu. Mực nước trên sông Thao cũng đang bị đổi, lúc chiều nay là trên 26m. Dự báo đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái và suối Ngòi Thia có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng cao, ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp như huyện Trấn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái.
tìm thấy thi thể hai vợ chồng mất tích khi đi qua suối Ba Hang. Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm xuyên ngày đêm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng mất tích khi đi qua suối Ba Hang. Chiều nay, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Đinh Ngọc Hát, sinh năm 1984, trú xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, nạn nhân mất tích do lũ cuốn trôi. Hai ngày trước, anh Hát cùng vợ là chị Đinh Thị Nờ, sinh năm 1987, đi qua suối Ba Hang thuộc địa bàn thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm để lên đồi hái na về bán. Tuy nhiên, đi qua suối do nước chảy xiết nên hai vợ chồng bị lũ cuốn trôi. Thi thể chị Nờ được tìm thấy trước, còn thi thể anh Hát phải 2 ngày sau mới được phát hiện cách con suối khoảng 100m. Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, đến thời điểm hiện tại, cả 5 người tử vong mất tích do mưa bão những ngày qua đều đã được tìm thấy. Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong tỉnh và chính quyền địa phương nơi xảy ra thiệt hại triển khai các biện pháp tiêu thoát úng cho hoa màu, cắm biển cảnh báo khu vực mất an toàn, khắc phục tạm thời những vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi tham gia giao thông, qua những điểm sạt lở, dọn dẹp đất đá sạt lở, sửa chữa nhà ở ổn định đời sống cho người dân. Đồng thời tổ chức thăm hỏi các gia đình có người bị nạn, theo dõi tình hình thời tiết mưa lũ để có biện pháp ứng phó phù hợp. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại.